Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, do chịu ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây nên ngày hôm qua vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm qua cũng đã tăng lên cao ở ngưỡng khoảng 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Trong đó khu vực Hà Nội là nơi có nhiệt độ cao nhất, đặc biệt là ở vùng trung tâm thủ đô, nhiệt độ tăng lên trên 37 độ, như ở tại Láng đo được là 37,7 độ, tại Hà Đông là 37,2 độ. Đến chiều tối và tối qua, ở khu vực phía Tây Hà Nội như Ba Vì, Sơn Tây đã có mưa rào và dông. Do có mưa nên nhiệt độ đêm qua ở khu vực này có phần giảm nhẹ xuống ngưỡng 26 đến 29 độ. Và trong ngày hôm nay, vùng áp thấp phía Tây sẽ tiếp tục mở rộng về phía Đông, nên khu vực Đông Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, vẫn sẽ có nắng nóng xuất hiện trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày duy trì ở ngưỡng 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Đặc biệt tại trung tâm thành phố Hà Nội vẫn là nơi có khả năng có nhiệt độ cao nhất, cùng với độ ẩm trong không khí vào khoảng thời gian trưa và đầu giờ chiều chỉ đạt 55-65%, nên sẽ gây ra cảm giác oi bức khó chịu. Đến tối trời chuyển nhiều mây với mức nhiệt vào khoảng 29-31 độ. Vào khoảng thời gian chiều tối và tối, do kết hợp với điều kiện nhiệt cao nên mưa dông vẫn có khả năng xuất hiện ở một vài nơi, trong đó khu vực phía Tây Hà Nội vẫn sẽ là nơi nhiều khả năng xuất hiện mưa dông nhất. Trong cơn dông còn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện hiện tượng cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh, nên quý vị cần chú ý đề phòng. Trong ngày mai, hình thế thời tiết chi phối khu vực Hà Nội sẽ không thay đổi nhiều so với ngày hôm nay. Do đó, trạng thái thời tiết cũng như nhiệt độ ngày và đêm tại đây nhìn chung là chưa có nhiều thay đổi. Trời vẫn sẽ có nắng và oi nóng vào ban ngày với mức nhiệt trưa chiều dao động từ 33 đến 36 độ. Tuy nhiên, đến chiều tối và tối khi kết hợp thêm với cả điều kiện nhiệt thì mưa dông vẫn có khả năng xuất hiện. Tuy nhiên, cũng chỉ cục bộ một vài nơi, nhưng do có khả năng kèm theo dông sét nên quý vị và các bạn cần hết sức lưu ý, nhất là khi lưu thông trên đường. Và theo dự báo xa hơn thì khả năng từ đêm 25 tháng 6, rãnh thấp nối với vùng áp thấp phía Tây sẽ bị nén bởi bộ phận không khí mát ở phía Bắc sẽ gây ra mưa rào và dông rải rác cho Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội. Do đó, nhiệt độ cũng sẽ có khả năng giảm từ 2 đến 3 độ nữa. Thưa quý vị, một trong những vẻ đẹp được du khách ưa thích khi đến với Hà Nội không chỉ là các danh lam thắng cảnh mà còn là các loài hoa đặc trưng theo từng tháng. Đến với Hà Nội trong khoảng thời gian tháng 6 thì trên khắp các con phố thủ đô, đâu đâu quý vị cũng dễ dàng bắt gặp sắc hồng phơn phớt hay sắc trắng tinh khôi của hoa sen. Có lẽ không có thứ hoa nào lại gợi cho người ta cảm giác mộc mạc và bình dị như loài hoa cao quý và tinh khiết này. Tại các con đường của Hà Nội như Đê Yên Phụ, Mai Xuân Thưởng, Hàng Trống, Hoàng Diệu, người ta dễ dàng bắt gặp những xe đạp hoa chở đầy sen hồng, sen trắng bọc trong những chiếc lá sen xanh, gợi nên một mùa hạ bình yên với những cảm xúc trong veo. Tại Hà Nội thì cánh hoa sen đôi khi được sử dụng để tô điểm cho món ăn, trong khi thân rễ, ngó sen có thể dùng chế biến nhiều món như là súp, canh hay là món xào. Nhị hoa thì được phơi khô và dùng để ướp chè. Tâm sen nằm trong các hạt sen được lấy ra từ bát sen cũng được sử dụng như một loại trà giúp an thần và thanh nhiệt. Đã từ rất lâu, lá sen được người Hà Nội dùng để gói cốm, một trong những đặc sản riêng có của người Hà Nội. Và hy vọng khi đến với thủ đô trong những ngày tháng 6, quý vị sẽ tìm được những khoảng lặng yên bình với những đóa sen mộc mạc và bình dị. Và tới đây, bản tin thời tiết cũng xin được khép lại với những thông tin dự báo cho Hà Nội đêm nay và ngày mai. Khu vực Ba Vì, Sơn Tây, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, độ ẩm trung bình từ 66 đến 84%. Khu vực Phúc Thọ, Chương Mỹ, mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, độ ẩm trung bình từ 66 đến 83%. Khu vực Thanh Oai, Thường Tín, Mỹ Đức, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có thể có dông, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, độ ẩm trung bình từ 65 đến 82%. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, độ ẩm trung bình từ 67 đến 84%. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, độ ẩm trung bình từ 65 đến 82%.